Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để cho thầy gặp phải chuyện ấy. Thế nhưng Chúa Giêsu quay lại mắng ông Phêrô: Satan, lui ra đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới này mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi chính mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Mới Chủ nhật tuần trước, Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: Con là đá, và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Thế mà hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói với Thánh Phêrô: Satan, lui ra đằng sau. Anh chị em có thấy mâu thuẫn không? Vừa mới lên thiên đàng, giờ xuống hỏa ngục rồi. Vừa mới được khen là đá nền hội thánh đến độ mà cửa hỏa ngục cũng không phá nổi, bây giờ vào hỏa ngục rồi, được gọi là Satan mà. Satan thì ở đâu? Không hiểu được. Một sự mâu thuẫn đến kỳ lạ. Thành thử cũng nơi con người Phêrô có cả thiên đàng và cả hỏa ngục, hay là nói một cách văn chương á, có cả thiên thần và ác quỷ. Thế nhưng khi trở về trong tĩnh lặng mà suy tư, thì tôi nghĩ rằng mỗi một người chúng ta lại khám phá chính mình nơi khuôn mặt của Thánh Phêrô. Anh chị em có cảm nhận là chính trong cuộc sống và trong tâm hồn của anh chị em có cả thiên thần và ác quỷ không? Có những lúc anh chị em và tôi nuôi những tư tưởng thánh thiện tuyệt vời, và không chỉ là tư tưởng mà thôi, mà mình có cả những lời nói và những hành động hết sức đạo đức. Ấy thế nhưng mà lại có những lúc trong lòng chúng ta chất chứa đủ thứ tội ác, những ý tưởng độc ác nhất, dâm ô nhất, xấu xa nhất, bất công nhất có trong lòng chúng ta. Cho nên cũng như nơi Thánh Phêrô vậy, cuộc đời mỗi chúng ta có cả thiên thần và ác quỷ. Và chính vì thế mà nhiều khi mình nuôi những tư tưởng thánh thiện lắm,
nhưng mà cuộc sống thật của mình thì nó vẫn cứ là ma quỷ. Và ngược lại, có những khi mà chúng ta hầu như bị chìm vào trong cuộc sống tội lỗi và những đam mê xấu xa, nhưng mà từ đáy thẳm tâm hồn mình vẫn cảm nhận một nỗi bất an và vẫn cảm nhận một tiếng gọi lôi mình đi lên, giống như là tiên tri Jeremiah hôm nay vậy. Có những lúc ông tự nhủ rằng thôi, theo Chúa vất vả quá, thôi tôi dẹp Chúa sang một bên cho nó thoải mái. Nhưng mà chính lúc đấy thì tâm can ông bừng bừng như lửa cháy, và ông lại bị lôi về với Chúa. Tôi nói điều này nó không khó hiểu đâu, nhưng mà nó đòi mỗi người chúng ta phải trở về với chiều sâu của nội tâm thì mới có thể khám phá nó đến nơi đến chốn được. Vậy thì nếu nơi mỗi một con người đều có thiên thần và ác quỷ, vấn đề là làm sao để mỗi một ngày tôi bớt cái chất quỷ đi một chút và tôi giống thiên thần hơn, tôi giống Chúa Giêsu hơn. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ đấy. Vậy thì làm thế nào để có thể thực hiện được điều đấy? Dựa vào kinh nghiệm thiêng liêng, không phải của bản thân tôi nhưng mà của các nhà đạo đức, tôi chỉ muốn nói đến hai điều này. Thứ nhất là phải tập phản tỉnh, thưa anh chị em. Phản tỉnh nghĩa là cái gì? Con vật á, cho dù là những con vật thông minh nhất như là con khỉ hay là con chó, nó có đôi mắt sáng và nó có thể nhìn thấy sự vật, nhưng có một điều nó không bao giờ làm được là nhìn thấy chính nó, nhất là nhìn thấy tâm hồn của nó, bởi vì nó không có thế giới nội tâm. Chỉ có con người mới có thôi. Con người có cái khả năng đặc biệt này là không chỉ nhìn thấy sự vật và thế giới ở bên ngoài, mà là nhìn thấy chính mình. Mình vừa là chủ thể nhìn, vừa là đối tượng được nhìn. Và khi mà chúng ta nhìn lại chính mình, đấy là phản tỉnh. Thế nếu mà chúng ta tập để thực hiện khả năng phản tỉnh này, thì khi ta nhìn lại chính mình, ta mới thấy, à, hóa ra trong cuộc đời tôi nó vẫn còn chất ác quỷ ở chỗ này này, chỗ này này. Và lúc đấy mình mới cố gắng mình sửa được. Chứ còn nếu mà mình không phản tỉnh, nếu mà mình chỉ có nhìn ra thế giới bên ngoài thôi, và chỉ nghe những người ngoài người ta nhận xét về mình, ui giời đẹp quá, ui giời khôn ngoan quá, ui giời tài năng quá, thế thì không bao giờ sửa được. Không bao giờ sửa được. Phải tập cái khả năng phản tỉnh để nhìn lại và quay trở về với chính mình, mà khám phá con người thật của mình đó, thì mới có thể sửa được. Phản tỉnh mà thôi chưa đủ. Bởi vì Thánh Giacôbê nói rằng là nhiều khi có bao giờ mà chúng ta, nhất là các cô ở đây này, có bao giờ mà soi gương thế xong rồi thấy cái nhọ nồi vừa mới làm bếp xong nó ở trên má mình, xong rồi cứ để nguyên như vậy để phơi phới đi ra ngoài chợ Bến Thành cho người ta ngắm không? Đâu có. Khi mà mình thấy như vậy là mình phải lo, mình lau sạch đi chứ, lại còn đánh phấn đấy cho nó đẹp rồi mới đi ra chợ được. Tương tự như vậy, phản tỉnh mà thôi chưa đủ, còn phải làm sao để tẩy xóa vết nhơ. Từ nhà đạo mình gọi là linh thao. Anh chị em có nghe cái từ linh thao không? Mà linh thao là cái gì?
Ta dịch rất sát cái từ ở trong tiếng Pháp đó. Exercice spirituel là thể thao, mà là thể thao thiêng liêng. Ngày hôm nay người dân Việt Nam đời sống kinh tế khá hơn rồi. Tôi bắt đầu đọc thấy ở trên báo rất là nhiều bài khuyên tập thể thao, bởi vì cholesterol, bởi vì tăng sông, bởi vì muốn giữ thân hình thon thả. Đấy, bắt đầu mình chú trọng đến sức khỏe và đến vẻ đẹp ở bên ngoài nhiều. Mà muốn như vậy thì phải tập chứ. Thế anh chị em tưởng là trong đời sống đạo đức của mình không cần tập à? Tập gần chết đi nhé, mà tập cho tới chết cũng chưa được đấy nhé. Phải tập thôi. Đó là linh thao, tập luyện đời sống thiêng liêng, khám phá con người thật của mình với những khuyết điểm, thì đồng thời mình cố gắng mình sửa đổi. Và tôi xin anh chị em điều này nè, đừng có đạo đức quá theo cái nghĩa là hứa với Chúa, lạy Chúa tuần này con sẽ sửa một lúc bao nhiêu tật xấu là đi hết. Tôi bảo đảm là không thành công. Các bạn trẻ nào mà đến xưng tội với tôi mà bảo là thưa cha con quyết tâm xưng tội lần này là con không phạm tội nữa, thì tôi sợ lắm. Hay là con quyết tâm là mỗi ngày con đi đàn thánh giá một lần, tôi càng sợ. Tôi biết chắc chắn là chỉ được một tuần là bỏ. Mình đừng có đạo đức quá, thực tế một chút. Hãy chọn lấy một khuyết điểm nào ta cảm thấy cần phải sửa đổi và tập trung vào đó thì mới hy vọng thành công. Và thưa anh chị em, lúc đấy mình mới hiểu được lời Chúa hôm nay. Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo. Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo không giống bất cứ một nhà lãnh đạo nào trên thế giới. Tôi dám chắc là tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới muốn người ta đi theo mình, bầu cử cho mình làm chủ tịch và làm tổng thống á, thì họ toàn hứa hẹn những cái chuyện như là hết sức hấp dẫn. Chứ không có ai mà lại đi nói với người ta rằng ai muốn theo tôi thì từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Thế thì đứa nào nó theo? Cho nên Chúa Giêsu chết cô đơn ở trên thánh giá thì cũng phải. Nhưng mà chính lúc chúng ta nói đến sự phản tỉnh và tập luyện đời sống thiêng liêng, ta mới khám phá ra thế nào là từ bỏ chính mình và thế nào là vác thánh giá theo Chúa. Nó không còn phải là cây thánh giá bằng gỗ, mà là cây thánh giá của cuộc đời, là những hy sinh nho nhỏ hàng ngày, nhưng ngày này nối tiếp ngày kia, và vì thế không hề dễ dàng. Thưa anh chị em, câu chuyện phúc âm thật là phong phú. Tôi chỉ xin mượn lấy chân dung của Thánh Phêrô, một chân dung rất thật, một chân dung rất người, để mỗi chúng ta soi bóng chính mình ở đó, khám phá chính mình ở đó. Và ước gì lời Chúa ban tặng sức mạnh cho ta, để ta có thể thường xuyên phản tỉnh, khám phá lại con người thật của mình, và đồng thời có can đảm để sửa chữa những khuyết điểm trong đời sống của mình. Có như thế thì lời Chúa hôm nay mới thực sự thẩm thấu vào tâm hồn và hướng dẫn đời sống hàng ngày của chúng ta. Amen.